Dạ. Dạ. Nó mở lá. Nó mở lá. Mở mấy cái chân à. Là mở mấy cái chân. Nó mở lá. Chị tông nó bị mà. Dạ. Sao nó bị nó lá hả lê. Gà này là gà xào sở đấy. Đúng rồi, xong một chút. Có ai ngồi đâu, ngồi rộng. Nhưng mà anh cho hơi mặn muối một tí nhỉ? Hơi quá muối một tí không? Nhưng mà để mà ăn với cơm thì rất là vừa. Đây đây. Nghe ảo chứ ạ? Cháu được xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Mời mấy cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác, hôm nay thì cháu được lên trên nhà của các em thì cũng khá là muộn rồi cô bác ạ. Và hôm nay lên thì không biết là anh Sử thì đã đi đâu rồi Hải? Anh Sử đi làm chưa về ạ? Chưa về à? Thế là em về trước à? Vâng. Cháu Hải xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Là anh Sử đi làm là cái chỗ mà hôm qua của hai anh em làm đúng không? Vâng. Đến tối rồi, đến muộn muộn rồi, thành ra là em Sử là vẫn chưa về. Cháu Lực cũng biết là các em là chưa có ăn cơm các bác, và hôm nay thì cũng có mua lên một con gà để mà ăn cơm các em là một bữa cũng khá lâu rồi là chưa ăn cơm với lại Sử với Hải nha. Vâng. Một tí nữa nấu cơm xong thì Sử, Hải đi xuống với gọi ông về cùng ăn cơm nhé. Vâng. Anh Sử thì thường thường là tầm mấy giờ thì mới về nhà? Tầm 7 giờ ạ. Tầm 7 giờ hơn à? Vâng. Đi Hải, Hải bây giờ lấy Hải cắm cơm chưa? Cắm xong rồi. Cắm cơm rồi à? Vâng. Đấy, ở trong nhà thì chỉ cần xài một cái bóng đèn năng lượng mặt trời thôi thì cũng khá là sáng rồi cô bác ạ. Và ở phía trong nhà này cũng thế này. Thế là Hải, Hải là vừa rồi cắm cơm rồi đúng không? Vâng. Thế vừa rồi anh lấy gà cho Hải thì Hải ngâm ở đâu? Ngồi ở trong kia rồi à? Vâng. Một tí sẽ làm gà xào với lại xả ớt nhá. Vâng. Rau bí này thì là ai đi hái về? Em với anh Sử ạ. Em với anh Sử đi hái về à? Vâng. Rau bí này hái tận đâu? Tận chưa, em với anh đi hái ạ. À, cái chỗ mà gần mộ của bà kia đúng không? Vâng. Đây, bây giờ thì hai anh em sẽ nấu cơm là đợi anh Sử của bác ạ. Sử thì đi đang đi ra ngoài ruộng. Đây là nấu món gì đấy? Rán trứng à? Không phải đâu. Rán gì đấy? Cái gì? Rán không biết nói. Không biết nói à? Ừ. Tiếng Kinh là không biết nói à? Không. Tủ lạnh mọi cái thì các em là đều có đầy đủ hết cô bác ạ. Búa này đừng có để lên tủ lạnh này, cất đi. Mú thì có thể là xếp để lên trên này được đấy, nhưng mà búa thì đừng để vào đây. Không phải độ tầm là hơn tháng rồi, hơn 2 tháng rồi không ăn cơm cùng với lại Sử với Hải rồi cô bác. Cái máy này thì là đáng nghe là để bên ngoài thì cũng được cô bác ạ. Đấy, nhưng mà hôm nọ thì em Sử để đây thì thôi, bây giờ cứ để đây đã. Mấy đứa khi mà các em làm mùa vụ này xong ấy, gạt mùa vụ xong cô bác thì có thể là để bên ngoài được. Tối nay là dùng bằng bếp củi đi nhỉ? Vâng. Cũng chưa bao giờ bếp củi chưa bao giờ nấu cơm cả. Hải đi kiếm củi về nhá. Vâng. Anh này lại mình cho anh. Để anh ở nhà anh làm cho. Vâng. Củi thì lấy ở tận đâu? Đây cũng có. À đây cũng có rồi à? Anh tưởng là lấy ở tận đâu. Thật là trước lên với các em thì còn có ông ăn cơm cùng các bác ạ. Nhưng mà một tí nữa cơm xong không biết là bảo ông lên không.
Ủa rồi Hải để gà đâu ấy, lấy ra cho anh nhỉ. Một cái bếp mà phải nói là rất là tiện các bác ạ, trong ấy đầy đủ mọi cái luôn, đầy đủ mọi thứ luôn, hầu như là nhà của em Sử với em Hải là không thể thiếu cái gì nữa rồi các bác ạ. Ơi ơi, nước 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 kìa, nước kìa, nước kìa, từ từ nhá, em để cả cái chậu đi, cái chậu rồi vừa rồi ngâm cái chậu mà. Đây, bỏ cái chậu vào đây, đấy. Giờ Hải nhóm bếp cho anh nhá. Hải nhóm bếp nhá, để anh làm hay cho. Hôm nào mà các em bận với cô bác thì các em sẽ dùng bằng cái dùng là nấu bếp bếp ga cho nó nhanh hơn, còn hôm nào mà rảnh rảnh ấy, như hôm nay này thì sẽ nấu bằng cái bếp củi. Thế Hải là nghỉ hè này buổi tối tầm mấy giờ đi ngủ, có học bài nữa không đấy? Có ạ. Ôn lại bài cũ không? Phải ôn lại bài cũ nhá. Vâng. Gà này lấy xào Hải nhá. Vâng. Bao nhiêu lâu được không ăn gà đấy Hải? Lâu rồi. Hả? Lâu rồi. Lâu rồi à? Vâng. Thịt lợn thì các em cũng ăn mãi rồi, còn là thịt gà thì lâu lâu các em mới ăn một bữa thôi các bác ạ. Gà nhà Hải thì lớn chưa? Lớn rồi. Lớn hết rồi à? Vâng. Chặt gà đi, tí chặt gà đi, hơi kêu to một chút các bác nhé. Biết cháy chưa? Cháy rồi. Đợt này Hải không nên dừng được máy rồi nhờ đợt này ấy. Vâng. Cái em xỉu thế các bác ạ. Thật ra là các em không có lấy được mật ong là nhiều. Đó là lúc nào mà các em làm xong hết ruộng ruộng các em thì các em mới có thời gian để mà đi lên rừng. Đấy, em nấu canh xong rồi ạ. Xong rồi. Canh bí đây ạ. Vâng. Đây, 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 anh rửa xong rồi. Vâng. Đây, anh rửa xong rồi. Kim luôn.
cái bóng nào mà không sử dụng đến thì tắt bớt nó đi hả? Vâng. Mình chỉ cần dùng cái bóng đèn năng lượng cho nó là được rồi. Ví dụ như bây giờ của bác này đang dùng một cái bóng điện năng lượng mặt trời thì cũng rất là sáng. Bây giờ thì chỗ đường đi vào nhà của em Hải đấy các bác ạ, đường bây giờ người ta đào rộng ra thì đi rất là cũng đi rất là tiện, không sợ như trước nữa. Trước đi thì nếu mà đi đêm các bác, đi đêm thì rất là sợ. Mà làm nhà của hai ông cháu xong các bác ạ, chưa có ghi hình mấy cái buổi nào mà nấu cơm bằng cái bếp củi, cái bếp lò này cả. Thì hôm nay sẽ nấu cơm bằng cái bếp lò một hôm. Hãy lấy mắm muối cho anh tí nhé. Vâng. Gà thì sẽ để gà sang gừng các bác ạ. Nếu thức phim mà nấu bằng nồi cơm điện, mà nấu bằng bếp ga của nhà em sử thì nó được cũng là nấu rất là nhiều lần rồi các bác. Còn hôm nay sẽ là cái hôm mà đầu tiên cùng em Hải là nấu. Lấy cả lọ ra đây. Vâng. Lấy cả lọ ra đây. Sau để bác làm dưới cả lọ ra. Mình chính lấy cả gói ra đây. Vâng. Còn ghế ngồi không? Có một cái ghế rồi. Cái bếp củi này thì đến mùa đông ngồi đây sẽ ấm cũng rất là tiện đúng không ạ? Trong cái bếp củi này thì không thể tránh khỏi được là nó bị bám đen đen của bác nhé. À, nhưng mà cái gạch của mình làm bằng cái gạch đỏ thì rất là tốt. Các bác ngồi đây này hả? Có ghế không? Có ghế cao thôi ạ. Ghế thấp kìa. Bảo anh Sử làm thêm vài cái này nữa. Cái này là em làm hay Sử làm? Đây là anh Sử làm. Anh Sử làm à? Vâng. Đây cái giấy ra điện kia ngồi kìa. Cái giấy ra điện đi. Giấy đâu?
Thường thường là trên nhà Hải là ăn cơm rất là sớm nhỉ? Vâng. Nếu mùa mà nếu mà mùa mà không có làm thường thường là trên nhà của các em của bác là ăn cơm tầm độ 5-6 giờ đã 5-6 giờ đã ăn cơm rồi. Có thể là có hôm nào mà không đi làm về muộn ấy, thì là tầm giờ để ăn. Hôm nào mà đi làm về muộn thì cũng tầm độ 7 giờ là ăn. Anh nhưng mà đến buổi sáng thì các em lại dậy rất sớm quá. Buổi sáng thì thường thường là mấy hôm nay đi vào ruộng nương làm thì mấy giờ dậy rồi? 5 giờ dậy ạ. 5 giờ dậy rồi à? Vâng. Đi làm sớm để tranh trưa là nắng về là không làm được nhỉ? Vâng. À, lấy thêm cái củi về cho anh. Vâng. Củi. Cái cành củi này là cái củi mà cây đúa đúa nhỉ? Vâng. Cái đợt mà cháu được xuống lên gặp là gặp em Hải là gặp em Hải là đầu tiên đúng không? Xong thì mới nghe Hải kể thì mới nói xong bắt đầu là gặp đến anh Sử và đấy anh Sử còn là phải nói là ghi hình là Sử khá là ngại ngùng của bác ạ, như kiểu em ấy rất là sợ. Hầu như nếu mà ở trên bản mà không có một cái bếp củi như này của bác này thì cũng đôi khi là cũng rất là bất tiện. Nếu mà không làm được ở bên ngoài thêm một cái bếp củi nữa rất là bất tiện của bác. À, đi hỏi ông xem là ăn cơm chưa? Vâng. Đấy, đi hỏi ông xem là ăn cơm thì đây cầm cầm đi. À, nếu mà ông chưa ăn cơm thì đến đây nhé. Vâng. Và ông bảo đi ăn cơm nhé. Vâng. Dạ. Nó mò lá. Nó mò lá. Mà mấy cái chim à. Là mà mấy cái chim à. Nó mò lá. Chị tông nó bấy mà. Dạ. Sao nó bấy nè, là hả lê. Dạ, là giống gà tôi. Dạ. Dạ.
giờ tụi nó lấy cái gì ta mong nó để xem nó cái để bơm mồi chứ ta ta nhỏ ta có lên không? Có ạ. Vâng. Có nhưng mà không biết có lên không? Không biết có lên không ạ? À? Vâng. Tại vì là hai bạn ấy rất là ngại. Thứ nhất là rất là ngại cái hình của bác ạ. À. Xuống đi, ông đã ăn cơm chưa? Ông đã ăn, ông đã đi ngủ. Ông đã đi ngủ à? Vâng. Thế bảo ông lên chưa? Em gọi bảo là đi trên này ăn cơm, ông bảo là ông thay quần áo ra. À, ông bảo thay quần áo đó. Vâng. À. Thế thì bây giờ mình nấu cơm. Anh sao anh sửa máy chưa về nhỉ? Vâng. Tí muộn quá thì là để thức ăn cho anh sửa thôi. Vâng. Sợ rằng là anh sửa đi ra bên nhà Vân ấy, vâng. Ở kia là gần ruộng gần nhà Vân nhỉ? Vâng. Đấy. Thịt gà thì xào không sắp chín rồi. Hai em mà ở với ông thì đã ngủ chưa? Chưa rồi. Có chưa ngủ à? Vâng. Đây vừa rồi vừa nấu cơm xong thì em xử với lại ông thì cũng lên luôn rồi cô bác ạ. Nói là rất là lâu rồi chưa ăn cơm với lại các em, có cả ông thêm có cả ông cùng nữa. Hôm nay mấy ông cháu ăn thì chỉ có một bát thịt gà xào xả ớt bát canh thôi. Hải lấy bát nhá. Vâng. Đưa bạn ta dê chỉ khô nó. Bạn dê đi mà. Ừ. Ông thì vừa rồi là ngủ với cô bác ạ, là em Hải xuống gọi thì bảo là lên ăn cơm. Có cả anh Lực nữa thì ông mới lên. Bạn này không là can thôi chứ? Hả? Bạn này không là can không? Ừ, không là can. Can à? À? Ông bảo là mấy hôm nay là làm ruộng là hơi vất cho nên là ông đi ngủ sớm hơn đúng không ạ? Hải, em lấy bát đũa ra nhá. Cho Hải bát đũa ra. Sửa tắm xong chưa ấy? Ôi, biết sửa lại đi đâu rồi.
Đây ở ngoài thì có hai cái bóng đèn năng lượng mặt trời của bác. Bên kia một cái, bên này một cái. Làm xong chưa? Xong rồi ạ. Sử thì mới đi làm ruộng về của bác ạ. Chào sư, xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Đây, bây giờ ăn cơm thôi nhỉ? Vâng. Để ngồi ăn cơm đi. Lấy nồi cơm ra, Hải. Vâng. Dê em ăn rồi chứ? Ăn rồi. Chỉ khơi ai tôi bị niêm rồi chứ? Nó ăn cơm xong là ngủ còn được đấy nhỉ? Vâng. Chạy vô chạy món lạc hả? Được rồi. Kỳ ơi. Hải lấy cái nồi ra để này. Này, để bên này. Mất khỏe mắt rồi. Xong mất khỏe mắt. Lấy môi ạ. Một múc cơm nữa. Vậy là hôm nay là cuốc xong bờ hết chưa? Cuốc xong hết rồi ạ? Có nước là đi bờ và xong là được làm cái hiên mới thôi nhỉ? Vâng. Này đây. Gạo nhà Sử thơm lắm ấy nhỉ? Hả? Gạo nhà Sử thì rất là thơm của bác ạ. Gạo này là gạo gì ấy Sử? Lào Cai đó. Gạo Lào Cai á? Nhà em thì đã hết thóc chưa? Vẫn còn... Nào xong còn. Nào, năm sau bao nữa. Này, cơm đi Hải. Này ông, đây. Đấy, bây giờ thì xin mời tất cả các cô bác anh chị là cùng bố trong cháu ăn cơm của bác nhé. Đây. Cháu xin mời quý ông bà cô chú anh chị ăn cơm của cùng mấy em ạ. Cháu Hải mời quý ông bà cô chú anh chị ăn cơm ạ. Đây, chị không nói đi. Đây. Ông thì không biết nói tiếng phổ thông của bác. Đây, ở trong nhà thì đang xài cái bóng đèn là năng lượng mặt trời thôi đó các bác. Này, Sử gắp ăn đi. Này ông. Vâng. Sử với Hải là tự gắp ăn nhá. Vâng. Gà này là gà xào sở đấy. Chỉ ngồi lại xong một tí. Có ai ngồi đâu, ngồi rộng. Nhưng mà anh cho hơi mặn muối một tí nhỉ? Hơi quá muối một tí không? Nhưng mà để mà ăn với cơm thì rất là vừa. Này dây. Rất ảo. Rất ảo chứ ạ? Lâu lắm là mày có gà ông để ăn cơm cùng với quá. Đấy, cái ông đều mới. Đấy, thưa các bác, vừa rồi thì cùng với lại ông với lại em Sử ăn cơm xong rồi. Một tí nữa mà anh với Hải với ông ăn cơm xong là Sử không về là phải đi tìm con nữa. Điện thoại thì cũng không cầm đi. Thế là vừa rồi là có chơi ở nhà ai không, nhà Vân gì không? Không chơi ạ. Không chơi ạ? Thế là ở trong ruộng cũng thôi ạ. Vâng. Buổi trưa thì mới buổi chiều thì nó nắng quá nhỉ. Vâng. Thành ra là không có làm được lâu. Đến buổi tối thì đến tầm 5-6 giờ thì lại mát hơn mới lại làm được lâu hơn nhỉ. Vâng. Bây giờ thì là của nhà Sử anh thấy là phần phía gần chỗ màu mà trước em cho nhà chú làm ấy, làm chỗ ấy là bây giờ làm xong hết rồi nhỉ? Xong hết rồi. Thấy là bờ biếc anh thấy đắp xong hết rồi. Vâng. Ở trên khu nhà của nhà Sử thì đến buổi đêm cô bác ngủ không còn bật quạt ấy, mùa này ấy. Nếu mà như dưới tầm dưới đi xuống huyện hay là dưới sáng thì là cũng phải bật quạt rồi. Vâng. Ở đây thì rất là mát nhá. Vâng.
là kim tú y ta dè dù lên đi bắt tay bình đá vân chân vân chân này thì để ra tăng sải sân nữa ờ để ra lên những cái ăn khác sải đi dè bá tổ áo phỏng rành biển luôn đấy ngăn đấy đi bắt đằng khắp phốc tiêu thái nóng thì vừa nói với lại ông là cái bạn mà với ông đó, hôm qua là Đức bắt gặp mà mặt mũi là sưng hết cả lên như kiểu là bị dính cái sơn đấy nhở. Vâng. À, em biết cái cây sơn được không? Cái cây mà trước anh hay chỉ em là nó đỏ nó ngứa ấy. Em cũng chỉ anh nhưng mà em không biết là tiếng phổ thông ấy. À, biết. Không phải là chắc là có ông đốt. Có nông đốt đó. Vâng. Có nông gì mà đốt như kiểu thành mủ mủ ra nhiều đấy nhở? Không biết. Xử lý xuống thì bảo với chúng là đưa đi bệnh viện chứ không là không để như thế này, để như thế này là cả mấy đứa mắt là hồng á. Vâng. Hồng là bị mù mắt luôn đấy. Vâng. Hầu như là ở trên vùng cao của bác, đặc biệt là chỗ khu nhà của em xưởng đấy, nếu mà bị ống đốt hay là bị như thế nào đấy, bị đốt nhẹ là cứ ở nhà là dùng thuốc nam thôi, mà dùng thuốc nam thì có đôi lúc thì bị nhiễm trùng rất là nặng, như hôm nọ của em xưởng đấy nhở. Vâng. Hôm nọ là bị chân là bị cái như hiểu là cái mục đinh thôi, các bác thường hay nói mục đinh ấy, tức là em ấy ở nhà là dùng cái thuốc mà thuốc gì mà đắp xong là nó bị để cho nó hoại tử xong là nó cho nó hỏng đấy. Vâng. Mà đến nối với chân là cũng là bị ra cái kiểu là bị nhiễm trùng đúng không bác, sưng rất là to, cái rất là nguy hiểm. Thế thì ngày mai lại mấy anh em hãy tiếp tục là đi vào chỗ ruộng để làm ạ. Vâng. Nhưng mà độ tầm là mấy tháng thì sẽ được trồng, làm được một tháng không? Không có nghe nhé. Một tháng nữa. Thôi một tháng rồi. Vâng. Thì chỗ nào mà có nước trước là được cái trước ạ? À? Vâng. Đây, hôm nay thì một cái bữa cơm mà phải nói là rất là lâu rồi của ba là chưa có bữa cơm như hôm nay. Khi mà có đầy đủ thành viên ăn nó cũng rất là ngon. Ông thì khi mà cháu Đức cùng bà em Hải thì xuống đấy gọi là ông đang ngủ rồi, ông vẫn lên luôn. Ông vẫn lên. Đấy là gọi là ông vẫn còn dành tình cảm và rất là nhiều cho hai anh em. Ông không có bao giờ mà gọi là xa lánh hai anh em cả. Bao giờ mà em làm xong ruộng thì có thể là hỏi ông xem là phụ giúp được ông không. Phụ giúp được ông thì là phụ ông. Đấy, nhưng mà anh nghĩ rằng là chú là sẽ ra phụ giúp chú nào. Vâng. Thế sau này mà ruộng đấy thì nếu mà ông không còn nữa thì sẽ để lại cho em hay là ông à, hay là chú. Bây giờ ông ở với chú thì chắc để với chú thôi. Để với chú á? Vâng. Thế ông thì cũng khá là có tuổi rồi, mà năm nay thì cũng gần được hơn 80 tuổi rồi. Nhưng mà đối với ông thì sức của ông thì vẫn còn là rất là khỏe mạnh cô bác ạ. Đấy, bây giờ thì tuổi già như này thì không thể biết trước được là cái điều gì cả. Nay có thể khỏe nhưng mà mai có thể là ốm được rồi cô bác. Bây giờ thì trời cũng khá là tối rồi, các em thì đi làm về cũng mệt rồi, chắc là cháu Lực cũng xin được là ghi tới đây thôi cô bác. Và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý ông bà cùng chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Cháu xin chào tạm biệt quý ông bà cùng chú anh chị ạ. Cháu hãy chào tạm biệt quý ông bà cùng chú anh chị ạ. Cháu được xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về, có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem Bản Em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh Bản Em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.